Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ của Tamda Media. Thưa quý vị, tất cả những khách hàng cũ của ngân hàng Nga Sberbank đã phá sản có thể sẽ nhận được tiền của họ trong năm nay. Đây cũng là một trong những tin chính của điểm tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Tất cả những khách hàng cũ của ngân hàng Nga Sberbank đã phá sản có thể sẽ nhận được tiền của họ trong năm nay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tới Washington sau khi ông tham dự tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 9, người dân được giám sát ghi hình, ghi âm cảnh sát giao thông nhưng không được kiểm tra chuyên đề. Theo các nhà kinh tế, nguyên nhân khiến giá thực phẩm tại Séc đắt đỏ không chỉ là do giá năng lượng và nguyên liệu thô mà còn do trên thị trường Séc bị các công ty lớn thống lĩnh. Ví dụ trên thị trường bánh mì, Agrofert đã giành được vị thế đáng kể khi mua lại các công ty bánh mì cạnh tranh. Văn phòng chống độc quyền đã lệnh cho Agrofert bán một phần các tiệm bánh để duy trì tính cạnh tranh, nhưng công ty này vẫn đang kiểm soát 1/3 ngành bánh mì. Giá thực phẩm tại Séc đã tăng lên mức kỷ lục. Theo văn phòng thống kê, giá bánh mì đã tăng 50% kể từ năm ngoái. Nguyên nhân giá năng lượng và nguyên liệu thô tăng cao. Tuy nhiên, giá cả cũng bị ảnh hưởng bởi các công ty lớn khi họ có thể định giá. Và một trong những công ty chủ chốt trong ngành thực phẩm có công ty Agrofert từ quỹ ủy thác của ông Andrei Babich. Agrofert có vị trí quan trọng trong một số ngành sản xuất thực phẩm, chẳng hạn như trong lĩnh vực bánh mì, công nghiệp chế biến thịt và sữa. Theo các nhà lãnh đạo, trên thị trường chính sách giá của các công ty nhỏ hơn cũng thường xuyên bị chi phối bởi công ty lớn. Ví dụ khi Agrofert tăng giá, những người khác cũng có thể làm như vậy, bởi trên thực tế Agrofert sẽ vượt qua rào cản về giá, từ đó những người khác có thể được hưởng lợi. Agrofert thống trị nhiều mảng thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực bánh mì. Penam và United Bakeries là hai công ty thuộc Agrofert hoạt động tích cực trên thị trường bánh mì trong nước. Mới đây, công ty Penam đã mua lại công ty United Bakeries với 13 tiệm bánh trên khắp Cộng hòa Séc. Theo đó, các công ty của Agrofert có thể giành được vị trí độc quyền trên thị trường. Do đó, Văn phòng Bảo vệ Cạnh tranh Kinh tế đã can thiệp vào việc mua bán. Văn phòng đã yêu cầu Agrofert bán 6 tiệm bánh. Và Agrofert cũng đã thực hiện bán đi 4 tiệm bánh và đóng cửa 2 tiệm bánh. Nhưng hiện tại Agrofert vẫn đang kiểm soát gần 1/3 thị trường bánh mì tại Séc. Các chính trị gia của chính phủ đang tranh cãi với ông Andrei Babich về việc ai là người hưởng lợi từ giá thực phẩm cao. Tại Hạ viện, ông Babich đổ lỗi cho chính phủ về giá lương thực cao. Theo ông, điều này đã gây ra lạm phát và khiến các công ty năng lượng thu lợi nhuận cao. Trong khi đó, các chính trị gia của chính phủ lại chỉ trích các nhà sản xuất thực phẩm lớn do Agrofert đứng đầu gây ra tình trạng giá cả đắt đỏ. Tại Séc, hiện có tới 300.000 trẻ em không có bác sĩ nhi khoa. Độ tuổi trung bình của bác sĩ nhi khoa là khoảng 60 tuổi. Do đó, khi họ nghỉ hưu, thường không có người thay thế họ. Vì vậy, ở Vysočina đã quyết định giải quyết vấn đề bằng cách bố trí phòng khám dành cho trẻ em trong khu vực bệnh viện để các bệnh nhi từ khu vực rộng hơn xung quanh có thể đến khám bệnh. Bệnh viện Pelhřimov là nơi đầu tiên mở phòng khám dành cho trẻ em trong bệnh viện. Các bác sĩ trong phòng khám là bác sĩ của bệnh viện từ khoa nhi. Hiện tại chúng tôi đã đăng ký cho khoảng 500 trẻ. Đó phần lớn là những trẻ chuyển đến đó nhưng không có bác sĩ hoặc những trẻ chưa tìm được bác sĩ. Tình trạng thiếu bác sĩ nhi khoa không chỉ là vấn đề ở vùng Vysočina mà còn ở các khu vực biên giới, ví dụ như ở Senavichin thuộc vùng Zlin. Kể từ mùa xuân họ vẫn đang tìm kiếm bác sĩ nhi khoa mới. Ở thành phố 6.000 dân này họ chỉ có một bác sĩ nhi khoa và bác sĩ chỉ nhận bệnh nhân mới ở mức độ hạn chế. Chúng tôi đang thiếu một bác sĩ nhi khoa. Chúng tôi thu hút họ bằng cách cung cấp cho họ một căn hộ. Chúng tôi có thể trang bị phòng khám và chuẩn bị theo yêu cầu của bác sĩ. Các bác sĩ nhi khoa cho rằng nếu tình trạng này không được giải quyết ngay lập tức, một cách có hệ thống, thì trong một vài năm nữa sẽ khó tìm được bác sĩ nhi khoa ở khắp mọi nơi trên toàn Séc. Bộ Y tế cũng nhận ra vấn đề này. Họ đã bắt đầu thay đổi hệ thống để gia tăng số lượng bác sĩ nhi khoa. Trong thời gian qua, tại Séc đã ghi nhận nhiều trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em ở các câu lạc bộ. Từ chính các bậc phụ huynh, các tổ chức cho đến các chính trị gia đều đang tìm cách bảo vệ trẻ em tốt hơn trước những kẻ ấu dâm. Vấn đề là ngay cả khi tòa án cấm kẻ ấu dâm làm những công việc liên quan tới trẻ em, thì sau khi kết thúc trừng phạt họ vẫn có thể quay lại các câu lạc bộ. Nhưng điều này có thể sẽ được thay đổi trong tương lai. Theo các chuyên gia, nếu cha mẹ muốn cho con tham gia các câu lạc bộ, họ có thể bảo vệ con ngay từ đầu bằng cách lựa chọn câu lạc bộ một cách chi tiết. Họ nên kiểm tra xem ai đang điều hành tổ chức hay câu lạc bộ đó và nên thu thập tài liệu tham khảo cũng như tìm hiểu về lý lịch của họ càng nhiều càng tốt.
Điều thứ hai là nói chuyện cởi mở với con cái về hành vi lạm dụng tình dục để không biến chủ đề này thành điều cấm kỵ hoặc khiến trẻ ngại nói về những hành vi không phù hợp ở nhà. Thông thường các câu lạc bộ do các tổ chức hoặc trường học lớn nổi tiếng tổ chức sẽ an toàn hơn, nhưng điều đó cũng không phải là đúng 100%. Vấn đề là một số tòa án không đặt lệnh cấm thực hiện các hoạt động với trẻ em vì các hành vi bạo lực tình dục. Đồng thời, nếu lệnh cấm thực hiện các hoạt động với trẻ em kết thúc thì không có cách nào biết được liệu có vấn đề nào khác xảy ra nữa hay không. Do đó, các chính trị gia cũng muốn bảo vệ trẻ em khi tham gia các câu lạc bộ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết rằng một trong những giải pháp có thể đưa ra là những người nào muốn làm việc với trẻ em phải đưa ra giấy chứng nhận trẻ em về việc họ chưa từng phạm tội nào đối với trẻ em trước đây. Biện pháp này cũng được một số chuyên gia ủng hộ, tuy nhiên phần lớn những kẻ ấu dâm bị bắt đều chưa từng bị trừng phạt trước đó, cho nên cách này cũng cần phải thảo luận thêm. Tất cả những khách hàng cũ của ngân hàng Nga Sberbank đã phá sản có thể sẽ nhận được tiền của họ trong năm nay. Theo người quản lý, đến tháng 12, ít nhất 95% số tiền gửi sẽ được thanh toán cho khách hàng. Hiện có khoảng 33.000 khách hàng cũ của ngân hàng Sberbank vẫn đang chờ tổng cộng 47 tỷ kron mà họ gửi ở ngân hàng. Trong năm nay, họ có thể nhận lại được số tiền này. Chủ tịch tỉnh vùng Vysochina, họ dự kiến nhận được quyết định thanh toán số tiền này vào đầu tháng 12 và đến cuối năm họ sẽ nhận được khoản tiền với số tiền tương đương 95% tổng số tiền đã gửi. Trong phần lớn trường hợp, lãi suất có thể bù đắp vào 5% còn thiếu. Như vậy, khách hàng sẽ không mất bất kỳ khoản tiền nào. Năm ngoái, quỹ bảo lãnh đã thanh toán hơn 25 tỷ kron cho 87.000 khách hàng của Sberbank. Ngân hàng này của Nga đã gặp rắc rối về cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga. Ngân hàng quốc gia Séc đã thu hồi giấy phép của ngân hàng này vào tháng 5 và vào tháng 8 tòa án tuyên bố phá sản. Thế hệ Faki mới, đột phá cùng hương vị. Làn sóng năng lượng mới dành cho giới trẻ. Đáp ứng nhu cầu khách hàng với 3 loại thể tích: chai nhựa 350ml, 4 hương vị dạng lon 250ml hoặc 500ml. Sản phẩm được bày bán tại chuỗi siêu thị Tam Đa Foods và trên dịch vụ Tam Đa Express. Đặt hàng ngay hôm nay để bùng nổ doanh thu. Theo New York Times, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tới Washington sau khi ông tham dự tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới. Cụ thể, theo tuyên bố chính thức của các quan chức Mỹ, Tổng thống Zelensky sẽ trực tiếp tham gia tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được tổ chức tại thành phố New York, Mỹ vào ngày 19 tháng 9. Chặng công du tiếp theo, Tổng thống Ukraine dự kiến sẽ gặp Tổng thống Biden tại Nhà Trắng và các thành viên Quốc hội tại Điện Capitol. Tuy nhiên, thông tin về chuyến thăm này vẫn chưa được công bố chính thức. Chuyến thăm sẽ diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang tranh luận về việc cung cấp 21 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Một trong số thông tin cho rằng chính quyền của Tổng thống Biden đang cân nhắc gửi thêm tên lửa mang đạn chùm cũng như hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa Lục quân mà giới chức Ukraine cho là rất quan trọng đối với cuộc phản công. Trước đó, vào tháng 2, 2023, Tổng thống Mỹ đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev và có cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tại cuộc gặp này, hai bên đã thảo luận về các vũ khí tầm xa. Liên minh gồm một loạt quốc gia cùng Ấn Độ đã công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm tạo ra con đường gia vị nối liền châu Âu, Trung Đông và Ấn Độ, thúc đẩy quan hệ thương mại với những tác động địa chính trị trên phạm vi rộng. Sáng kiến này nhằm liên kết đường sắt, bến cảng, mạng lưới điện và dữ liệu cũng như đường ống dẫn khí hydro ở một khu vực rộng lớn với nhiều tiềm năng hợp tác. Theo đó, Mỹ, Saudi Arabia, Liên minh châu EU, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và nhiều quốc gia khác đã đưa ra sáng kiến kết nối các cơ sở hạ tầng đường sắt và cảng biển trên khắp Trung Đông, bao gồm UAE, Saudi Arabia, Jordan và Israel, nhằm giúp tăng tốc trao đổi thương mại giữa Ấn Độ và châu Âu lên tới 40%. Các bên ký kết hy vọng kế hoạch này sẽ giúp hội nhập thị trường rộng lớn 1,4 tỷ dân của Ấn Độ với các quốc gia phía Tây, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế Trung Đông và tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Ả Rập ở vùng vịnh. Hành lang kinh tế con đường gia vị sẽ phát triển cơ sở hạ tầng để cho phép sản xuất và vận chuyển hydro xanh. Kế hoạch này cũng sẽ tăng cường viễn thông và truyền dữ liệu thông qua tuyến cáp ngầm mới kết nối khu vực. Thông qua kế hoạch này, các quốc gia Trung Đông cũng có thể giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Sáng kiến được đưa ra nhằm đa dạng hóa các điểm kết nối giao thương trong bối cảnh kênh đào Suez của Ai Cập hiện là nút thắt cổ chai lớn đối với thương mại thế giới, nơi trung chuyển khoảng 10% khối lượng hàng hóa vận tải hàng hải toàn cầu nhưng thường bị gián đoạn. Nếu ngày nay việc vận chuyển một container hàng từ Mumbai, Ấn Độ tới châu Âu qua kênh đào Suez thì trong tương lai có thể vận chuyển bằng đường sắt Dubai UAE đến Haifa ở Israel và tới châu Âu, rút ngắn thời gian và tiết kiệm tiền bạc. Bang Kerala miền Nam Ấn Độ đã tăng cường xét nghiệm và truy tìm người tiếp xúc với virus Nipah sau 2 ca tử vong do virus này.
Trong tuần này, bang Kerala đã đóng cửa một số cơ quan và trường học trong khi các quan chức nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Nipah. Không có vaccine cho loại virus lây lan qua tiếp xúc với chất dịch cơ thể của những con dơi, lợn hoặc người bị nhiễm bệnh và giết chết tới 75% số người nhiễm bệnh. Gần 800 người đã được xét nghiệm trong 48 giờ qua tại quận Kozhikode của bang Kerala, trong đó hai người lớn và một trẻ em được đưa vào bệnh viện để theo dõi sau khi có kết quả dương tính. Nipah là một trong những chủng virus gây bệnh rất nguy hiểm. Chúng là nguyên nhân gây các đợt dịch với tỷ lệ tử vong cao, được xác định lần đầu tiên năm 1998 và công bố vào năm 1999, khi chúng bùng phát và dẫn tới việc hơn 100 người tử vong tại Malaysia và Singapore. Lampedusa, hòn đảo cực nam của Italy, đang đứng trước áp lực lớn khi dòng người di cư đổ về đang tăng mạnh. Theo cảnh sát sở tại, cuối tuần qua đã có ít nhất là 4.200 người di cư tới đây, con số kỷ lục từng được ghi nhận. Điều kiện kinh tế và xã hội ngày càng tồi tệ ở Tunisia đã góp phần làm gia tăng số lượng người di cư gây áp lực lên Lampedusa, hòn đảo cực nam của Italy và là cảng ghé đầu tiên của nhiều người từ Bắc Phi. Đảo Lampedusa ở Địa Trung Hải là điểm đầu tiên của những người di cư, hoặc từ đây họ có thể tiếp tục di chuyển về phía Bắc để đến các nước châu Âu khác. Những con thuyền mỏng manh đầy chặt người di cư xuất phát từ Tunisia đã cập bến hòn đảo nhỏ phía nam Italia, gây khó khăn cho lực lượng bảo vệ bờ biển nước này trong việc chặn tàu của những kẻ buôn lậu người và thách thức nghiêm trọng cam kết ngăn chặn tình trạng người di cư bất hợp pháp của Thủ tướng Giorgia Meloni. Trước đó, Pháp và Đức khẳng định sẽ từ chối người di cư bằng đường biển qua khu vực bờ biển Italia, bất chấp các quy định về người tị nạn của Liên minh châu Âu. Theo đó, hãy đi về phía Bắc để cố gắng tìm việc làm hoặc người thân ở những nơi đó và các nước phía Bắc khác trên lục địa châu Âu. Một robot được hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT đã được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành thử nghiệm cho một công ty đồ uống ở Ba Lan. Được phát triển bởi Hanson Robotics, có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc, Mika là một robot hình người nữ. Mika không có chân, thay vào đó robot được di chuyển bằng bánh xe. Với chức vụ giám đốc điều hành thử nghiệm của công ty sản xuất rượu Romdis Taro, Mika đảm nhiệm tìm khách hàng tiềm năng cho dòng rượu sưu tầm cao cấp của hãng. Robot Mika cũng sẽ lựa chọn nhà thiết kế cho các chai rượu. Chủ hãng rượu cho biết việc thử nghiệm robot vào vị trí lãnh đạo có thể có cái nhìn mới về hoạt động kinh doanh trong tương lai gần. Mentos với tổng giá trị ít nhất 99 Korun và nhận ngay nhiều giải thưởng hấp dẫn. Giải chính 2 xe máy scooter Vespa siêu cool. Giải phụ 20 bịch quà với các sản phẩm Mentos và Chupa Chups trị giá 500 Korun. Chương trình áp dụng với chủ siêu thị Tanda Foods và dịch vụ Tanda Express từ ngày 1 tháng 9 tới ngày 30 tháng 9 năm 2023. Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập website tanda.eu/Vespa. Sau sự việc gần 150 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng, thành phố Hội An đã tập trung rà soát công tác quản lý điều kiện cơ sở vật chất, an toàn vệ sinh thực phẩm trong khu phố cổ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Hội An khẩn trương phối hợp điều tra, rà soát tất cả các trường hợp liên quan tới vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng hiện đang điều trị tại các cơ sở trong và ngoài tỉnh. Cùng với đó, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đề nghị thành phố Hội An giám sát việc dừng hoạt động của cơ sở bánh mì Phượng cho đến khi có kết luận vụ ngộ độc của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời đề nghị chính quyền thành phố Hội An xem xét về điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh đối với cơ sở kinh doanh ẩm thực trong khu phố cổ Hội An. Đô thị cổ Hội An là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Nơi đây được du khách yêu mến bởi ẩm thực phong phú với rất nhiều món ăn nổi tiếng. Trước khi xảy ra sự việc ngộ độc cho gần 150 người, bánh mì Phượng tại thành phố Hội An từng được đầu bếp đẳng cấp thế giới đánh giá là loại bánh ngon nhất thế giới. Vào sáng ngày 16 tháng 9, mạng xã hội xôn xao về tin đồn sẽ thành lập thêm 3 quận mới trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh là quận Gia Định, Sài Gòn và Chợ Lớn. Ngay lập tức, vụ việc đã thu hút nhiều sự chú ý và tranh luận. Trước thông tin trên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không có sự việc thành lập 3 quận Gia Định, Sài Gòn, Chợ Lớn là đơn vị hành chính mới của thành phố Hồ Chí Minh. Đây không phải là lần đầu mạng xã hội xôn xao về việc thành lập hoặc thay đổi các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Với đặc thù là trung tâm mũi tàu cho nhiều động lực kinh tế phát triển, bất kỳ sự thay đổi nào của địa phương này cũng nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Trước đó vào ngày 4 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã từng một lần vướng vào thông tin về việc nhập 6 quận và 142 phường, xã. Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phải lên tiếng giải thích và khẳng định những gì đang lan truyền là không đúng.
người dân tham gia mạng xã hội cần cẩn trọng, tỉnh táo khi việc tiếp thu các luồng thông tin phong phú trên mạng xã hội, cần đề cao cảnh giác, tránh đặt lầm niềm tin vào những tin đồn vô căn cứ, gây hậu quả thiệt hại cho bản thân. Từ hôm 15 tháng 9, người dân được giám sát nhưng không được kiểm tra chuyên đề của cảnh sát giao thông. Người dân giám sát không đúng hướng dẫn cũng có thể được coi là chống người thi hành công vụ. Theo đó, người dân có quyền giám sát cảnh sát giao thông làm việc theo đúng quy định của nhà nước nhưng không có quyền kiểm tra chuyên đề, kế hoạch tuần tra của cảnh sát giao thông. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông giải thích, đơn vị được quyền kiểm tra chuyên đề, kế hoạch tuần tra của cảnh sát giao thông là cơ quan có thẩm quyền. Đó có thể là cấp trên của tổ công tác đang thực hiện tuần tra, kiểm soát, vi phạm. Tuy nhiên, người dân có quyền giám sát cảnh sát giao thông làm việc theo đúng quy định của nhà nước. Cục Cảnh sát Giao thông cũng nhấn mạnh, việc giám sát không được ảnh hưởng đến quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Cụ thể, việc giám sát của người dân phải nằm ngoài khu vực kiểm soát, không được dí camera vào mặt lực lượng cảnh sát giao thông. Không được có lời lẽ mang tính khiêu khích, xúc phạm cảnh sát giao thông. Theo cảnh sát giao thông, thực tế đã có trường hợp người dân lợi dụng việc giám sát để xúc phạm hoặc cản trở lực lượng cảnh sát giao thông. Tùy vào mức độ vi phạm, lực lượng chức năng có thể khởi tố tội chống người thi hành công vụ hoặc gây rối trật tự công cộng. Vâng, vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.